Bạch sư cho con hỏi, trong bộ pháp tụ bản dịch của ngài Tịnh Sự, con thấy các tâm bất thiện thì liệt kê có cả phóng dật và vô phóng dật. Vậy hai tâm sở này có thể xuất hiện trong cùng một tâm ở hai thời điểm khác nhau hay sao? Xin thưa là khi liệt kê thì liệt kê các cái tâm sở, nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ xuất hiện cùng một lúc. Tức là có khi tâm bất thiện nó đi kèm với tâm sở phóng dật, nhưng mà có tâm bất thiện nó không đi kèm với tâm sở phóng dật, nhưng mà nó vẫn là tâm bất thiện, và đó là hai tâm khác nhau. Thí dụ như là quý vị giết con gà, thí dụ như vậy, thì quý vị phải ráng quý vị mài cái con dao cho nó bén, thì rõ ràng nó là cái nó không có đi kèm với cái sự phóng dật. Tuy nhiên cái tinh tấn ở đây á, nó thuộc về cái tà tinh tấn, chứ nó không thuộc về cái chánh tinh tấn.